Khi nước dừa, khi nước dừa. Nước dừa, nước dừa. Có đúng không? Hả? À, lắc đầu. Quấn lâu không? Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Vậy xin lỗi được chưa? Các bạn. À, đến nghe chinh nụ của mình nha. Mình giới thiệu các bạn Trời ơi Hết rồi.
Chúc mẹ vô gia cư. Bạn ơi, bạn ơi, bạn bị móc túi hay giật đồ bạn ơi, mình hỗ trợ tiền xe ôm bạn về bạn ơi.